xin chào quý cô chú anh chị cùng toàn thể các bạn. Rất vui được gửi tới quý vị và các bạn những hình ảnh tại thủ đô Hà Nội. Bây giờ là 11 giờ sáng ngày Chủ nhật 12 tháng 6 năm 2022. Việt đang ở đường tàu. Wow, những hình ảnh rất đẹp quý vị và các bạn, thu hút rất nhiều các bạn trẻ. Tuyệt vời. Sáng tới giờ, thủ đô Hà Nội thời tiết rất buồn cười quý vị và các bạn. Vừa nắng vừa mưa. Đêm vừa rồi thì mưa suốt. Như quý vị và các bạn, bầu trời thì đang nắng nhưng mà thỉnh thoảng vẫn có hạt mưa. Mình đang ở đường tàu và cắt ngang đường Trần Phú quý vị và các bạn. Đây thu hút rất nhiều các bạn trẻ tới ghi lại những hình ảnh rất đẹp. Hôm nay Việt mời quý cô chú anh chị cùng toàn thể các bạn cùng Việt đi một vòng. Trên tuyến phố Hàng Bông qua Hàng Gai và đi qua tới chợ Đồng Xuân. Việt sẽ dừng clip ở trên đường Trần Phú. Như quý vị và các bạn thấy rất nhộn nhịp. Rất nhiều các bạn trẻ du khách người nước ngoài. Chúc màn hình quý vị và các bạn là ngã tư Trần Phú, Hà Trung và Phùng Hưng. Xin mời quý vị và các bạn rẽ sang tuyến phố Phùng Hưng. Các cửa hàng kinh doanh buôn bán trên tuyến phố Phùng Hưng đã mở cửa. Nhưng khách hàng thì rất là hiếm. Bây giờ ở ngã ba Phùng Hưng và Hàng Bông đi các bạn. Trên tuyến phố Hàng Bông đoạn này về đấy vẫn còn một số cửa hàng chưa có người kinh doanh. Và trước màn hình quý cô chú anh chị và các bạn là ngã ba ngõ Hội Vũ và Hàng Bông. Hình ảnh trên ngõ Hội Vũ. Ở trên tuyến phố Hàng Bông bị ảnh hưởng rất nặng nề quý vị và các bạn. Hàng loạt các cửa hàng chưa có người kinh doanh. Quý cô chú, anh chị cùng toàn thể các bạn lần đầu tới kênh của Việt, cho Việt một like cũng như subscribe kênh YouTube để nhận được những video mới nhất về thủ đô Hà Nội. Quý cô chú, anh chị và các bạn nhấn vào chuông và quý vị chọn bấm rung chuông. Đó, trên tuyến phố Hàng Bông, Việt thấy có từng tốp các du khách. Đang là đi dạo. Hình ảnh rất tuyệt vời. Và trước màn hình quý vị và các bạn là ngã tư Hàng Gia, Quán Sứ và phố Hàng Bông quý vị và các bạn. Hình ảnh rất đẹp ở trên các tuyến phố thủ đô Hà Nội.
tiết nắng mà có mưa và không khí thì rất là oi quý vị và các bạn. Và trước màn hình quý vị và các bạn là ngã tư phố Bùi Doãn, Hàng Đường và Hàng Bông, các cô chú kinh doanh sửa chữa khóa cũng như là sửa chữa phụ tùng của xe máy. Bị ảnh hưởng nhiều nhất các cửa hàng chưa có người kinh doanh, chưa có người thuê còn rất nhiều quý vị và các bạn. Và trước màn hình quý vị và các bạn là ngã tư Hàng Mành, Lý Quốc Sư và Hàng Bông quý vị và các bạn. Tư Hàng Hòm, Hàng Trống, Hàng Gai và Hàng Bông quý vị và các bạn, các cửa hàng kinh doanh buôn bán trang trí những hình ảnh rất đẹp nhưng vắng khách. Việt đang ở trên tuyến phố Hàng Gai quý vị và các bạn. Trên tuyến phố Hàng Gai Việt thấy có rất nhiều các du khách người nước ngoài đang đi dạo. Sang tới tuyến phố Hàng Gai thì Việt thấy các cửa hàng kinh doanh buôn bán mở cửa cũng nhiều hơn, các cửa hàng bán đồ lưu niệm nhiều hơn quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn tới thủ đô Hà Nội thì có nhiều mặt hàng để lựa chọn về làm quà. Và trước màn hình quý cô chú anh chị và các bạn là ngã tư Lương Văn Can và Hàng Gai, các chú chạy xích lô như trước màn hình quý vị và các bạn nhìn thấy cũng có khách. Trước màn hình quý vị và các bạn là những hình ảnh ở tuyến phố đi bộ Hồ Gươm quý vị và các bạn vào sáng chủ nhật. Thank you.
mời quý cô chú anh chị cùng Việt đi trên tuyến phố Hàng Đào. Các cửa hàng kinh doanh buôn bán Việt thấy cũng nhỉnh hơn một chút. Các khách du lịch tới thì cũng chọn cho mình những bộ quần áo để làm kỷ niệm khi tới với thủ đô Hà Nội. Rất đông các du khách ở các tỉnh đã tới với thủ đô Hà Nội. Những hình ảnh rất đẹp quý vị và các bạn. Du khách người nước ngoài. Bạn trẻ người nước ngoài các bạn trẻ cũng như quý vị và các bạn tới thủ đô Hà Nội vào cuối tuần này thì cảm giác rất oi, rất nóng. Màn hình quý vị và các bạn là ngã tư phố Lãn Ông, Hàng Buồm và Hàng Ngang. Trước màn hình quý vị và các bạn là ngã tư Ngõ Gạch, Hàng Cá và Hàng Đường. Các cửa hàng ở trên tuyến phố Hàng Đường rất nhộn nhịp. Món ô mai đặc sản thu hút khách quý vị và các bạn. Đây mình thấy các khách du lịch mua sắm nhộn nhịp cả khu phố. Mình đang ở ngã tư Hàng Mã, Hàng Chiếu và Đồng Xuân quý vị và các bạn. Hình ảnh ở trên tuyến phố Hàng Mã. Và trước màn hình quý vị và các bạn là những hình ảnh ở trên tuyến phố Đồng Xuân. Các cửa hàng vẫn đang sửa chữa, chuẩn bị khai trương. Các cửa hàng ở trên tuyến phố Đồng Xuân mình thấy đều đã mở cửa. Trước màn hình quý vị và các bạn là những hình ảnh trước cửa chợ Đồng Xuân. Các du khách mua rất nhiều đồ đi tới với thủ đô Hà Nội, hình ảnh rất tuyệt vời.
chợ Đồng Xuân hôm nay kinh doanh buôn bán bên đấy nhộn nhịp, người mua người bán hơn. Các du khách người nước ngoài cũng đang trả giá để đi tham quan thủ đô Hà Nội trên các chuyến xe Signo. Thành công, một thương vụ thành công rồi quý vị và các bạn. Những hình ảnh rất đẹp. Mình đang ở ngã tư Hàng Khoai và Hàng Giấy quý vị và các bạn. Vào buổi trưa ở trước cổng chợ Đồng Xuân rất nhộn nhịp. Mời quý vị và các bạn cùng Việt đi hết tuyến phố Hàng Giấy. Việt sẽ dừng clip. Chúc mừng quý vị và các bạn những hình ảnh ở trên tuyến phố Hàng Giấy. 50% các cửa hàng mở cửa kinh doanh, còn 50% đang chờ người tới thuê để kinh doanh quý vị và các bạn. Việt cảm ơn quý cô chú anh chị cùng toàn thể các bạn đã cùng Việt đi tham quan thủ đô Hà Nội, tham quan phố cổ vào buổi trưa ngày chủ nhật. Cuộc sống nhộn nhịp hơn, kinh doanh buôn bán Việt thấy cũng khởi sắc hơn một chút. Các du khách đang đợi xe. Và trước màn hình quý vị và các bạn là ngã tư Phan Đình Phùng, Hàng Giấy và Hàng Đậu. Chú anh chị và các bạn luôn vui khỏe và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở các clip tới cùng.